Kiểu thiền mà bạn sẽ thực hành vào buổi sáng có liên quan đến mặt trời mọc. Đó là thiền cho buổi sáng. Khi giấc ngủ bị phá vỡ, toàn bộ tự nhiên trở nên sống động. Đêm đã qua, bóng tối không còn nữa. Mặt trời đang lên, mọi thứ trở nên ý thức và tỉnh táo. Vì thế, trong bài thiền đầu tiên này, bạn phải liên tục tỉnh táo, ý thức, nhận biết trong việc mình làm. Bước thứ nhất, hít thở. Bước thứ hai, giải tỏa những cảm xúc căng thẳng. Bước thứ ba, niệm thần chú, hãy là chứng nhân, đừng lạc lối. Người ta rất dễ lạc lối. Khi hít thở, bạn có thể quên, bạn có thể hòa làm một với sự hít thở đến mức quên mất vai trò chứng nhân. Nhưng thế thì bạn lỡ mất điểm mấu chốt. Hít thở càng nhanh, càng sâu càng tốt. Đưa toàn bộ năng lượng vào đó, nhưng vẫn là một chứng nhân. Quan sát những gì đang xảy ra như thể bạn chỉ là khán giả. Như thể toàn bộ sự việc đang xảy ra với người khác. Như thể toàn bộ sự việc đang xảy ra trong cơ thể, còn ý thức thì chỉ an định ở trung tâm và nhìn. Bạn phải duy trì sự chứng kiến này trong cả 3 bước. Khi mọi sự dừng lại, cũng là bước thứ tư, khi bạn trở nên hoàn toàn bất động và đóng băng, sự tỉnh táo quan sát này sẽ đạt đến đỉnh.